Hello, Bà Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel của Lộc và Loan để theo dõi những tin tức, vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là ngày thứ 6 cuối tuần, ngày 22 tháng 4 năm 2022. Loan Lộc kính chúc quý vị những ngày cuối tuần thật là vui vẻ và thật là ấm cúng cùng với gia đình và những người yêu thương. Cuối tuần lại đến rồi quý vị ơi, và chiều nay Lộc và Loan sẽ có một cuộc livestream nho nhỏ để tặng quý vị. Buổi livestream chiều nay chúng ta chọn những bài nhạc tình nha quý vị. Chủ đề là nhạc tình muôn thuở. Wow. Quý vị có thể yêu cầu nhạc Việt Nam hay là nhạc nước ngoài gì, Loan Lộc chơi hết. FDA gửi cảnh cáo 12 công ty kinh doanh mỹ phẩm làm trắng da. Nghi can đẩy người phụ nữ tại ga tàu điện ngầm ở New York không đủ khả năng tham gia phiên tòa. Đã có án phạt cho vụ Alec Baldwin nổ súng chết người. Tổng thống Joe Biden triệu tập các chỉ huy quân sự Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden đối mặt cơn bão giữa nhiệm kỳ. Máy bay trinh sát hàng hải của Mỹ biến mất ở Hắc Hải 3 giờ trước khi tàu Moskva của Nga bị chìm. Mỹ đã cảnh báo trừng phạt năng lượng Nga có thể gây hậu quả cho châu Âu. Tình hình liên quan chiến sự tại Ukraine, Tổng thống Putin hủy bỏ kế hoạch tấn công nhà máy thép ở Mariupol. Hoàng gia Anh phản ứng trước cuộc phỏng vấn bom tấn mới của Harry, quá ảo tưởng và ngạo mạn. Tin Việt Nam, khách ngoại quốc chờ dài cổ ở phi trường Tân Sơn Nhất để khai báo y tế. Vợ chồng ca sĩ Tuấn Hưng bị trộm đập nát xe, lấy cắp sạch toàn bộ đồ ở London. Thưa quý vị, tin đầu tiên của sáng ngày hôm nay, FDA gửi cảnh cáo 12 công ty kinh doanh mỹ phẩm làm trắng da. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA vào ngày thứ Ba 19 tháng 4 ra thông báo 12 công ty đã bị gửi thư cảnh cáo do bán sản phẩm làm trắng da là Skin Lightening không cần có toa bác sĩ, có chứa chất hydroquinone, theo bản tin của hãng thông tấn UPI. Trong số các công ty nhận được thư cảnh cáo của FDA có cả M&M Beauty and Wellness, Ultima Products and Genoma Lab USA, theo Reuters. FDA cho biết các sản phẩm này chứa thành phần chưa được công nhận an toàn và hiệu quả, đồng thời từng bị báo cáo gây ra những tác dụng phụ trầm trọng như là bị phát ban, sưng mặt và đổi màu da. Do đó, FDA khuyến cáo người tiêu dùng không nên sử dụng những sản phẩm này để tránh các nguy cơ tiềm ẩn. Thay vào đó, họ nên thảo luận với các chuyên gia sức khỏe của mình để có sự tư vấn và lựa chọn điều trị thích hợp với làn da. FDA hiện không chấp thuận sản phẩm làm trắng da nào mà không cần bác sĩ kê đơn để bán hợp pháp trên thị trường. Một số nhà sản xuất và nhà phân phối đã loại bỏ những mặt hàng như vậy khỏi thị trường Mỹ, và FDA đã khẳng định họ sẽ có biện pháp chống lại các doanh nghiệp tiếp tục tiếp thị sản phẩm có khả năng gây hại và bất hợp pháp. Về phía những công ty nhận được thư cảnh cáo, họ có thời hạn là 15 ngày để báo cáo cho FDA biết là họ thực hiện biện pháp gì để giải quyết vi phạm và ngăn chặn trường hợp tương tự tái diễn. Hiện tại, Triluma là sản phẩm kê đơn duy nhất có chứa hydroquinone được FDA chấp thuận. Triluma được dùng để điều trị ngắn hạn các đốm đen có liên quan đến nám từ trung bình đến nặng, nghĩa là đổi màu ở trên tiết tố của da trên khuôn mặt. Dù vậy thì người dân chỉ nên sử dụng Triluma dưới sự giám sát của chuyên gia chăm sóc sức khỏe được cấp giấy phép theo FDA. Người tiêu dùng hoặc là nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe được kêu gọi báo cáo các vấn đề liên quan đến sản phẩm làm sáng da mà không cần toa bác sĩ cho FDA. Để báo cáo về vấn đề liên quan đến sản phẩm này, hãy truy cập vào chương trình MedWatch của FDA hoặc tải xuống biểu mẫu và gửi qua số fax. Bên dưới đây, 1-800-FDA-0178. Nghi can đẩy người phụ nữ tại ga tàu điện ngầm ở New York không đủ khả năng tham gia phiên tòa. Người đàn ông bị buộc tội đẩy một người phụ nữ xuống đường ray tàu điện ngầm ở thành phố New York hồi đầu năm nay sẽ được đưa đến viện tâm thần do không đủ khả năng tham gia phiên tòa. Công tố viên vào ngày thứ Ba 19 tháng 4 đồng ý với thẩm phán về đánh giá y tế của nghi can Simon, đồng thời cho phép nghi can bị giam trong viện tâm thần cho đến khi đủ điều kiện tham gia xét xử. Matteo Simon, 61 tuổi, bị buộc tội giết người cấp độ 2 trong cái chết của bà Michelle Go, 40 tuổi, người gốc Á, tại ga tàu điện ngầm Times Square vào ngày 15 tháng Giêng. Vụ này khiến người dân New York hoảng sợ trong bối cảnh gia tăng tội phạm bạo lực trên khắp nước Mỹ kể từ khi bắt đầu đại dịch. Theo luật sư Mitchell Schumann, sau khi kiểm tra Simon tại bệnh viện Beverly View Hospital Center, hai bác sĩ tâm thần do tòa án chỉ định xác nhận rằng Simon không thể ra tòa. Vụ tấn công phản ánh những thiếu sót trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần ở New York.
Vào đầu tháng này, thì các nhà lập pháp tiểu bang cho phép thẩm phán đưa ra quyết định bắt buộc nghi can điều trị sức khỏe tâm thần nếu người này mắc bệnh và có khả năng gây nguy hiểm cho người khác. Simon từng làm nhân viên quản trị gara đậu xe ở Manhattan đến năm 30 tuổi sau khi được chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần phân liệt, và Simon sau đó đã thất nghiệp và trở thành người vô gia cư. Cảnh sát cho biết là bị cáo Simon còn quấy rối những hành khách khác cùng ngày hôm đó và dường như không nhầm vào bà Go do kỳ thị người gốc Á. Nhưng mà vụ án này đã làm rúng động nhiều người Mỹ gốc Á thời điểm đó. Đã có án phạt cho vụ Alec Baldwin nổ súng chết người. 136.793 đô la là mức phạt cao nhất mà chính quyền của tiểu bang New Mexico yêu cầu hãng phim nộp vì vi phạm an toàn trên phim trường. Cơ quan quản lý an toàn nơi làm việc của tiểu bang New Mexico quyết định phạt hãng sản xuất phim Rush gần 137.000 đô la. Đây là mức phạt tối đa đối với một phim với một công ty sản xuất phim. Hãng phim bị phạt do không bảo đảm an toàn súng ống khiến cho Alec Baldwin nổ súng gây chết người. Trong thông cáo báo chí, Cục An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp của New Mexico cho biết Rush Movie Productions phải nộp phạt 136.793 đồng, đồng thời viết bản tường thuật nhận lỗi không bảo đảm các giao thức an toàn trên phim trường. Hãng phim cũng phải thừa nhận nhà sản xuất không kỹ lưỡng dẫn đến việc một người đã qua đời, một người bị thương trong tờ khai. Bob Gilway, Cục trưởng Cục An toàn Lao động nói, dựa trên kết quả điều tra của chúng tôi, đoàn phim Rush tập trung các mối nguy ảnh hưởng đến người lao động. Tuy nhiên, phía ban quản lý đã không hành động để đề phòng xảy ra tai nạn không đáng có. Vụ tai nạn thương tâm đã khiến cho đạo diễn hình ảnh Helena Hutchins thiệt mạng. Đạo diễn Joel Schuster đã bị thương xảy ra hồi tháng 10 năm 2021. Trong một cuộc phỏng vấn của ABC, Alec Baldwin nói ông chỉ làm theo chỉ dẫn của đạo diễn, nhưng không hiểu sao súng nổ và gây thương vong. Qua điều tra thì cho thấy là trợ lý David Horse đã giao súng cho Baldwin nhưng không tham khảo ý kiến của chuyên gia kiểm tra an toàn súng ống. Điều này khiến cho gia đình nạn nhân và các nhân viên của đoàn phim đã phẫn nộ và đâm đơn kiện. Cơ quan chức năng đồng thời cho biết là công ty sản xuất phim không có quy trình rõ ràng để bảo đảm đạn thật không xuất hiện tại phim trường. Hiện tại thì công cuộc điều tra vẫn tiến hành và chưa có kết luận cuối cùng đối với các cá nhân. Về phía Alec Baldwin, nam diễn viên liên tục bị yêu cầu chịu trách nhiệm. Brian Panish là luật sư đại diện cho Matthew, là chồng của nạn nhân Helena, khẳng định Alec Baldwin trốn tránh trách nhiệm pháp lý và giải trình trong vụ vô tình bắn chết đồng nghiệp trên phim trường Rust. Tổng thống Joe Biden triệu tập các chỉ huy quân sự Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden đã triệu tập các nhà lãnh đạo quân sự Hoa Kỳ trong cuộc họp thường niên có ý nghĩa đặc biệt của Tòa Bạch Ốc khi cuộc chiến ở Ukraine bước sang giai đoạn mới đầy rủi ro và Washington chuẩn bị kế hoạch tăng cường hỗ trợ vũ khí. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, cùng tướng Mark Milley, Tổng tham mưu trưởng và các nhà lãnh đạo quân sự cao cấp đã thảo luận về một loạt các chủ đề. Hãng tin Reuters cho hay sự kiện này bao gồm cuộc họp West Wing chính thức cũng như bữa ăn tối sau đó tại dinh thự của Tổng thống với vợ chồng của các nhà lãnh đạo. Dù cuộc họp chính sách quân sự hàng năm hiếm khi được đưa tin, nhưng chương trình nghị sự năm nay có nhiều vấn đề cấp bách. Đứng đầu là cuộc xung đột ở Ukraine mà giới chức lo ngại có thể gây ra nguy hiểm cho an ninh châu Âu trong nhiều năm tới. Tổng thống Joe Biden đối mặt cơn bão giữa nhiệm kỳ. Cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ được coi là cơn bão lớn chờ đợi Tổng thống Joe Biden khi tỷ lệ tín nhiệm của ông liên tục sụt giảm. Chúng tôi đã mở rộng cảng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phát biểu tại cảng Portsmouth, tiểu bang New Hampshire, ca ngợi những cải thiện về cơ sở hạ tầng gần đây tại khu vực này. Chúng tôi đã hoàn thành dự án, giúp tàu bè giờ đây ra vào cảng dễ dàng hơn, nhanh hơn và rẻ hơn. Bài phát biểu của ông Biden là một phần trong chuyến đi khắp các tiểu bang nhằm khuấy động lại chương trình nghị sự trong nước. Sau nhiều tuần tập trung vào ứng phó cuộc khủng hoảng Ukraine, lịch trình của ông khá dày đặc. Tới Bắc Carolina tuần trước, New Hampshire ngày 19 tháng 4, Oregon ngày 21 tháng 4 và Seattle ngày 22 tháng 4. Giới quan sát đánh giá đây là nỗ lực của Tổng thống Joe Biden và Đảng Dân Chủ nhằm chuẩn bị cho một cơn bão chính trị có thể xảy ra trong cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ vào tháng 11, khi Đảng Cộng Hòa có nhiều khả năng giành lại quyền kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện. Các cuộc thảo sát gần đây cho thấy càng ít người Mỹ muốn lắng nghe những chia sẻ của Tổng thống Joe Biden
Theo kết quả thăm dò được Fivethirtyeight công bố vào hôm 20 tháng 4, khoảng 42% người Mỹ ủng hộ Tổng thống Joe Biden và 51% phản đối, trái ngược với tỷ lệ 54% tán thành và 35% phản đối ông đã nhận được trong những ngày đầu nhiệm kỳ. Cuộc khảo sát cũng được Quinnipiac công bố trước đó một tuần cho thấy tình hình còn tồi tệ hơn với Tổng thống Joe Biden khi tỷ lệ ủng hộ ông ở mức 33%. Người sáng lập tổ chức nghiên cứu tư vấn Impact Research cho rằng Tổng thống Joe Biden và Đảng Dân Chủ rõ ràng đang gặp nhiều khó khăn. Đó là tình cảnh chính trị tồi tệ nhất mà tôi chứng kiến trong suốt 30 năm làm cố vấn. Angelon, người từng là nhà khảo sát chiến dịch năm 2020 của Tổng thống Joe Biden nói. Angelon dự đoán ông Biden và Đảng Dân Chủ có thể đánh mất thế đa số tại Hạ viện, khiến chương trình nghị sự của ông sẽ bị cản trở nhiều hơn. Tổng thống Joe Biden, 79 tuổi, đang bị bên Cộng Hòa đổ lỗi cho mọi thứ tại Mỹ, từ tỷ lệ người di cư kỷ lục qua biên giới Mexico, tranh cãi về quy định đeo khẩu trang, tội phạm bạo lực hay các vụ xả súng. Dù Tòa Bạch Ốc nhiều lần tuyên bố các chỉ số cơ bản cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, thực tế là các cử tri bình thường không quan tâm đến số liệu GDP màu hồng. Điều họ quan tâm là những thứ sát sườn hơn, trong đó có giá cả mặt hàng như là thực phẩm, đồ nội thất và đặc biệt là xăng dầu, với lạm phát của Mỹ đang ở mức cao nhất trong 40 năm. Bằng chứng rõ ràng cho thấy là những chính sách của Tổng thống Joe Biden không hiệu quả với hầu hết mọi người, trong đó có những cử tri của ông. Trong khi những người đảng Cộng Hòa kịch liệt phản đối Tổng thống Joe Biden, chính những người ủng hộ Tổng thống dường như cũng đang vỡ mộng với sự đình trệ trong dự luật xây dựng lại tốt hơn trị giá 2.000 tỷ. Với mục tiêu đầy tham vọng về chi tiêu xã hội và khí hậu, dự luật này đến nay vẫn chưa được thông qua Thượng viện do vấp phải phản đối của một số thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ. Cuộc thăm dò của Gallup tháng này chỉ ra tỷ lệ ủng hộ trong nhóm cử tri trẻ tuổi, lực lượng áp đảo từng giúp ông Biden thắng cử đã giảm xuống từ 60%, chỉ còn 40%. Gallup cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông cũng giảm 20% trong các cử tri da màu và Mỹ Latin, hai nhóm vốn được xem là thế mạnh của đảng Dân Chủ. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, một tiếng nói mạnh mẽ của phe cánh tả trong đảng Dân Chủ, cho rằng các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa đã ngăn cản những nỗ lực cấp tiến của Tổng thống Biden, trong đó có việc thông qua dự luật xây dựng lại tốt hơn. Tuy nhiên, bà thêm rằng chỉ có đảng Dân Chủ mới có thể cứu chính họ. Nói một cách thẳng thắn là nếu chúng ta không thể tận dụng những tháng trước thềm cuộc bầu cử để đạt nhiều kết quả hơn trong chương trình nghị sự, đảng Dân Chủ sẽ thua đậm trong cuộc bầu cử giữa kỳ, bà đã chia sẻ. Máy bay trinh sát hàng hải của Mỹ biến mất ở Hắc Hải 3 giờ trước khi tàu Moskva của Nga bị chìm. Chiến hạm Hắc Hải Moskva của Nga đã bị một hỏa tiễn hải vương tinh của Ukraine bắn trúng ở Hắc Hải vào ngày 13 và cuối cùng bị chìm gây chấn động thế giới. Truyền thông Anh tiết lộ rằng ngay trước khi Moskva bị tấn công, một máy bay trinh sát hàng hải PA Poseidon của Mỹ vừa bay qua Hắc Hải và radar của máy bay trinh sát được coi là có thể theo dõi trong phạm vi 160 cây số. Theo báo Times của Anh, máy bay trinh sát PA Poseidon của Mỹ đã theo dõi Moskva trong nhiều tiếng đồng hồ trước khi nó bị bắn trúng và có thể đã cung cấp địa điểm của con tàu cho quân đội Ukraine. Máy bay trinh sát hàng hải PA do công ty Boeing của Mỹ thiết kế và sản xuất dựa trên máy bay chở khách Boeing 737-800. Tuy nhiên, máy bay này không phải chở khách mà là thiết bị theo dõi để tuần tra, trinh sát hàng hải và tác chiến chống tàu ngầm. Theo báo cáo cho biết rằng máy bay trinh sát PA của Mỹ đã cất cánh từ Ý và dừng lại ở ngoài biển khơi của Hắc Hải của Romania trong nỗ lực xác định vị trí của hạm đội Hắc Hải của Nga. Theo như các máy bay không người lái của NATO đã theo dõi các hoạt động của Nga từ bờ biển Ba Lan, biên giới Ukraine đến Hắc Hải kể từ khi Nga đã xâm lược vào Ukraine. Máy bay PA được cho là đã rời trạm hàng không hải quân Mỹ ở Sicily vài giờ trước cuộc tấn công vào ngày 13 tháng 4. Thiết bị theo dõi đã được tắt trước khi mà đến Hắc Hải, vì vậy không thể theo dõi nó trực tuyến thông qua cái trang mạng là FlyRadar24 vì nó đã vô hình trong gần 3 giờ trước khi mà quay trở lại màn hình radar. Amelia Smith là một nhà phân tích dữ liệu hàng không cho biết thêm, máy bay của Mỹ đã hoạt động dọc theo bờ Hắc Hải vào ngày xảy ra vụ tấn công. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ từ chối xác nhận liệu họ có hỗ trợ trong cuộc tấn công Ukraine bằng cách cung cấp dữ liệu tình báo hay không. Nguồn tin quốc phòng Mỹ cho biết, cùng với sự hỗ trợ của chúng tôi ở sườn phía đông của NATO, chúng tôi tiếp tục tiến hành các cuộc tuần tra trên không giới hạn ngoài khơi bờ biển Romania, nhưng chúng tôi sẽ không thảo luận chi tiết về các hoạt động.
Mỹ đã cảnh báo trừng phạt năng lượng Nga có thể gây hậu quả cho châu Âu. Bộ trưởng Tài chính Mỹ bà Janet Yellen đã nói biện pháp cấm vận dầu mỏ và khí đốt từ Nga của các nước châu Âu có thể gây ra những hậu quả kinh tế không lường trước được. Về trung hạn, châu Âu rõ ràng cần giảm sự phụ thuộc vào Nga về năng lượng, nhưng chúng ta cần thận trọng khi nghĩ về lệnh cấm hoàn toàn của châu Âu đối với nhập khẩu dầu. Báo Financial Times dẫn lời bà Yellen nói trong một cuộc họp báo tại Washington vào ngày 21 tháng 4. Bộ trưởng Yellen cho rằng việc châu Âu cấm vận dầu mỏ Nga sẽ làm tăng giá dầu trên toàn cầu và tác động rất là không tốt đến các nền kinh tế tại khu vực cũng như những nơi khác trên thế giới. Trong khi đó, bà cho rằng lệnh cấm sẽ không ảnh hưởng đến tài chính của Nga vì dù giảm xuất khẩu thì nước này vẫn hưởng lợi nhờ giá dầu tăng cao. Theo bà, điều phương Tây cần tập trung là hạn chế việc Nga kiếm lời từ bán dầu và khí đốt. Đó sẽ là điều lý tưởng nếu chúng ta có thể tìm ra cách để làm điều đó mà không gây hại cho toàn cầu do giá năng lượng tăng cao. Chính Mỹ cũng đã cấm hoàn toàn việc nhập khẩu năng lượng từ Nga, cũng như hạn chế đầu tư vào lĩnh vực năng lượng của Moscow. Tuy nhiên, biện pháp này không gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế Mỹ như tại châu Âu, và các quan chức của Washington cũng nói rằng không ép các đồng minh hành động tương tự. Có khoảng 45% khí đốt nhập khẩu của Liên minh châu Âu là từ Nga, và các nước trong khu vực đang tìm cách mở rộng trừng phạt đối với Moscow, bao gồm cấm vận đối với khí đốt và dầu của nước này. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF trong tuần này cảnh báo xung đột Nga và Ukraine sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng euro và hạ dự báo tăng trưởng của khu vực này trong năm nay xuống còn 2,8%, giảm đáng kể so với dự báo 3,9% vào tháng 1 năm 2022. Tình hình liên quan chiến sự tại Ukraine, Tổng thống Putin hủy bỏ kế hoạch tấn công nhà máy thép ở Mariupol. Tổng thống Putin ngày 21 tháng 4 tuyên bố quân đội Nga không cần phải tấn công khu công nghiệp bao quanh nhà máy thép ở Mariupol và những người lựa chọn đầu hàng sẽ được đối xử phù hợp với các công ước quốc tế. Ông ra lệnh vây chặt nhà máy Azovstal nhưng không tấn công khi Bộ Quốc phòng Nga báo cáo đã kiểm soát hầu hết thành phố Mariupol. Trong cuộc họp tại Điện Kremlin, ông nói với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu rằng tấn công khu công nghiệp không còn cần thiết nữa. Thay vì đó, ông đề nghị Bộ trưởng phong tỏa an toàn khu vực và yêu cầu những người bên trong khu vực hạ vũ khí. Tổng thống Putin cũng chúc mừng ông Shoigu và quân đội Nga đã giành kiểm soát thành phố Mariupol, hoàn thành nhiệm vụ quân sự giải phóng Mariupol là một thành tích to lớn. Tôi xin chúc mừng các bạn, ông Putin đã nói. Ông cho rằng đưa quân tiến vào khu công nghiệp khổng lồ với nhiều tầng hầm này là không khôn ngoan. Thay vào đó, ông lệnh cho lực lượng Nga bao vây chặt nhà máy, không cần trèo vào những tầng hầm này và chui xuống lòng đất qua những cơ sở công nghiệp. Vây chặt khu công nghiệp để một con ruồi cũng không thể bay lọt, ông đã nói. Đồng thời yêu cầu Bộ trưởng Shoigu tiếp tục kêu gọi lực lượng Ukraine cố thủ bên trong nhà máy hạ vũ khí đầu hàng và đối xử nhân đạo với họ phù hợp với công ước quốc tế. Mỹ cho rằng tuyên bố của Nga về việc giải phóng thành phố Mariupol là không đúng. Trong khi đó, thì Tổng thống Ukraine nói rằng hy vọng vào hòa bình nhưng bác bỏ khả năng sang Moscow để đàm phán. Ukraine tiếp tục gia hạn tình trạng thiết quân luật đến ngày 25 tháng 5. Tình trạng thiết quân luật được áp đặt vào ngày 24 tháng 2 sau khi Nga tiến hành chiến dịch gọi là quân sự ở nước này. Một quan chức cao cấp của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ EUCOM mới đây đã chính thức thành lập Trung tâm Kiểm soát Tình hình Ukraine có trụ sở tại Stuttgart của Đức nhằm hỗ trợ cả lực lượng an ninh và hỗ trợ nhân đạo đối với Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố lực lượng Nga đang kiểm soát phần lớn thành phố Mariupol, nhưng lực lượng Ukraine vẫn giữ được một phần thành phố này. Ông cho biết có khoảng 120.000 dân thường đang mắc kẹt tại đây. Ông Zelensky nói vẫn hy vọng vào hòa bình, dù phía Nga đã bác bỏ đề xuất đình chiến. Tuy nhiên, ông bác bỏ việc đến Moscow để đàm phán trực tiếp với các nhà lãnh đạo Nga. Vì đất nước tôi sẵn sàng đến bất cứ nơi đâu trên hành tinh này, nhưng chắc chắn không phải Nga, không phải lúc này. Hãng thông tấn Reuters đã dẫn lời của Tổng thống Ukraine. Điện Kremlin cho biết Nga vẫn đang chờ phản hồi của Kiev về đề xuất đàm phán mới nhất và khẳng định đã gửi đề xuất này đến đoàn đàm phán của Ukraine. Tổng thống Ukraine ông Zelensky nói ông không nghe hay thấy những đề xuất này. Tòa Bạch Ốc thông báo ngày 21 tháng 4,
Tổng thống Joe Biden đã gặp Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal tại thủ đô Washington DC, trong đó ông Biden khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine. Tại cuộc gặp, Tổng thống Biden đề cập đến khoản hỗ trợ an ninh bổ sung trị giá 800 triệu đô la và khoản hỗ trợ kinh tế 500 triệu đô la cho Ukraine mà chính quyền Mỹ mới thông báo trước đó, nâng tổng số tiền Mỹ đóng góp cho nền kinh tế Ukraine trong 2 tháng qua lên đến hơn 1 tỷ đô la. Phát biểu tại hội nghị của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới WB, Tổng thống Zelensky cho biết nước này cần hỗ trợ 7 tỷ đô la mỗi tháng để giữ vững cho nền kinh tế do ảnh hưởng từ cuộc chiến. Ông Zelensky đã cáo buộc quân đội Nga muốn tiêu diệt tất cả các cơ sở kinh doanh của Ukraine như các ga đường sắt, kho lương thực, kho dầu mỏ, nhà máy lọc dầu. Và theo IMF, kinh tế Ukraine dự kiến giảm 35% trong năm nay, khi kinh tế Nga chỉ giảm 8,5%. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen thông báo nước này sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 90 triệu đô la. Phát biểu tại cuộc họp báo trong chuyến thăm Kiev, bà Frederiksen cho biết tổng hỗ trợ quân sự của Đan Mạch cho Ukraine lên đến khoảng 146 triệu đô la. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết nước này đã gửi một lô hàng mới gồm 200 tấn đạn dược và vật tư quân sự cho Ukraine, nhiều hơn gấp đôi số lượng hàng viện trợ quân sự mà nước này đã gửi đến Kiev trước đó. Ukraine đe dọa tấn công cầu Crimea. Ông Alexei Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc phòng Ukraine, ngày 20 tháng 4 nói rằng nếu có cơ hội, Kiev đã tấn công cầu Crimea từ lâu và các lực lượng vũ trang của họ sẽ làm điều đó. Nếu đã có cơ hội để làm điều này, chúng tôi đã làm rồi. Nếu giờ có cơ hội, chúng tôi chắc chắn sẽ làm điều đó, ông đã nói trong một cuộc phỏng vấn. Phía Nga ngay lập tức đã lên tiếng trước phát ngôn của Ukraine. Những tuyên bố như vậy không khác gì thông báo vào hành động khủng bố tiếp theo. Điều này là không thể chấp nhận được, người phát ngôn của Điện Kremlin đã cho biết. Việc xây dựng cầu Crimea, còn được gọi là cầu eo biển Kerch, bắt đầu từ năm 2016 và hoàn thành 2 năm sau đó. Dự án này trị giá hàng tỷ đô la, kết nối bán đảo Crimea và Krasnoyarsk ở phía tây nam của Nga với chiều dài 19 km. Đây là cây cầu dài nhất châu Âu cho phép xe hơi và tàu hỏa đi qua lại. Hiện tại thì cây cầu này được Nga sử dụng để vận chuyển xe bọc thép vào các khu vực phía nam của Ukraine trong bối cảnh xung đột quân sự giữa Moscow và Kiev đang diễn ra. Hoàng gia Anh phản ứng trước cuộc phỏng vấn bom tấn mới của Harry, quá ảo tưởng và ngạo mạn. Cung điện hoàng gia rất là tức tối trước cuộc phỏng vấn đầy ngạo mạn của hoàng tử Harry vào ngày 20 tháng 4. Cuộc phỏng vấn mới của hoàng tử Harry đã chính thức được lên sóng trên NBC News của Mỹ. Công tước xứ Sussex đã có những phát ngôn liên quan đến nữ hoàng và các thành viên trong gia đình nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Hoàng tử Harry nên suy nghĩ kỹ trước khi mở miệng nói. Trong cuộc phỏng vấn, công tước xứ Sussex đã né tránh trả lời về việc mình có nhớ cha và anh trai William hay không. Trong khi đó, nữ hoàng Anh mới là nhân vật trung tâm được Harry nhắc đến nhiều trong chương trình của truyền hình Mỹ. Công tước xứ Sussex tự tin khẳng định rằng nữ hoàng đã kể cho anh nghe những điều mà bà không thể nói với bất cứ ai, và Harry bảo đảm rằng anh đang bảo vệ bà nội mình. Cuộc phỏng vấn được thực hiện sau khi nhà Sussex có chuyến thăm bí mật đến lâu đài Windsor vào cuối tuần trước. Họ đã có cuộc trò chuyện vui vẻ với nữ hoàng trong 3 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, hoàng tử Harry đã biến cuộc gặp bí mật này thành đề tài sốt dẻo để anh chia sẻ trên truyền thông. Theo Daily Mail, một nguồn tin thân cận hoàng gia cho hay, cung điện rất là bất ngờ trước sự kiêu căng ngạo mạn của Harry. Họ nói rằng nhiều người cảm thấy công tước xứ Sussex có trí tưởng tượng quá phong phú, sức ảo tưởng không giới hạn. Chuyên gia hoàng gia Robert Jobson tuyên bố, thái tử Charles, người mới gặp Harry trong 15 phút trong chuyến thăm bí mật, đang có hành động dứt tình hoàn toàn với con trai Úc sau cuộc phỏng vấn mới nhất. Robert Johnson nói trên truyền thông rằng thái tử Charles chỉ đồng ý gặp Harry với điều kiện anh không được nói bất cứ điều gì về ông ấy trên truyền thông. Hai cha con từ lâu đã không còn liên lạc với nhau. Harry là người chủ động hẹn gặp. Gia đình nào cũng có vấn đề, nhưng Harry không nên nói với người khác chuyện riêng tư nhà mình. Thái tử Charles nghĩ rằng nếu Harry còn rò rỉ thông tin ra bên ngoài thì ông sẽ không bao giờ chấp nhận được người con trai này nữa. Các nhân viên trong cung điện cũng bày tỏ sự tức tối khi cuộc phỏng vấn ồn ào xuất hiện trước một ngày nữ hoàng Anh bước sang tuổi 96. Nhiều người cho rằng Harry đã bất chấp tất cả, bán rẻ bà mình để đổi lại sự nổi tiếng. Đây là điều chưa từng thấy ở một thành viên hoàng gia nào.
Nếu Hoàng Anh đã có một năm khó khăn trong ngày sinh nhật của bà, mọi người đang nỗ lực hết mình để biến năm Bạch Kim trở thành một cột mốc đáng nhớ nhất trong lịch sử bằng cách tôn vinh và tri ân đến bà, một người phụ nữ xuất sắc. Nếu Hoàng Anh đáng lẽ không nên bị đối xử như vậy, Hoàng tử Harry cần suy nghĩ kỹ trước khi mở miệng nói, một nguồn tin thân cận hoàng gia đã tiết lộ với Daily Mail. Hiện thì nữ hoàng Anh cùng hoàng tử Harry chưa đưa ra bất cứ phản hồi chính thức nào. Trong khi đó, Harry nói rằng anh bảo vệ bà là người hiểu nữ hoàng, nhưng hành động của anh lại đang trái ngược hoàn toàn với những lời nói mình đưa ra. Tin Việt Nam, khách ngoại quốc chờ dài cổ ở phi trường Tân Sơn Nhất để khai báo y tế. Nhiều người khách ngoại quốc than phiền phải xếp hàng dài đợi cả tiếng đồng hồ mệt mỏi tại phi trường Tân Sơn Nhất để khai báo y tế, kiểm tra giấy tờ, kiểm soát dịch bệnh khi nhập cảnh vào Việt Nam. Chị Linh, 38 tuổi ở Nhật cho biết khoảng 10 giờ 50 phút tối ngày 16 tháng 4 thì chị đến phi trường Tân Sơn Nhất sau chuyến bay từ Tokyo. Sau đó rất là đông hành khách cùng xếp hàng đợi đến lượt để mà kiểm tra giấy xét nghiệm dịch và kiểm tra thông tin khai báo y tế qua app. Thì hàng người ròng rắn xếp hàng dài cả 100 mét, rất nhiều người lúng túng khi mà khai báo y tế qua một cái app của bên Việt Nam. Cứ ai khai báo sai thì phải làm lại, khiến cho hàng người xếp hàng phía sau liên tục đứng tại chỗ, trong khi nhiều những người cụ già, trẻ em đã rất là mệt mỏi sau chuyến bay dài, mọi người đã ngao ngán. Tương tự như chị thì cũng rất nhiều người khác cũng đã nói là rất là nản với dòng người xếp hàng tại Tân Sơn Nhất vào khuya ngày 2 tháng 4. Tôi và hàng trăm hành khách khác phải xếp hàng từ 11 giờ khuya đến rạng sáng ngày hôm sau mới được quầy khai báo y tế. Và trong khi đó, một người khách hàng khác cũng nói là phải xếp hàng 2 tiếng đồng hồ thì mới đến lượt mình khai báo y tế và nhập cảnh sau cái chuyến bay dài 6 tiếng đồng hồ. Thời điểm khi mà các chuyến bay cùng lúc đáp xuống phi trường vào những ngày cuối tuần, thường xuất hiện những cảnh những người đã ròng rắn xếp hàng đến lượt để mà khai báo y tế của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố để kiểm tra giấy tờ liên quan đến dịch bệnh theo quy định. Và đáng chú ý nhất là nhiều hành khách ngoại quốc lớn tuổi, thậm chí có những người khuyết tật khá bối rối với việc khai báo y tế qua app, khiến cho thời gian và thủ tục nhập cảnh của họ khá lâu dù đã được giúp đỡ. Và đại diện của những người công an tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất cho biết là hiện nay hành khách khi nhập cảnh phải khai báo y tế, đóng dấu xác nhận với đơn vị kiểm dịch y tế thuộc HCDC, sau đó mới được làm thủ tục nhập cảnh với công an cửa khẩu và hải quan. Có lúc cả ngàn hành khách cùng xếp hàng để làm thủ tục khai báo y tế, họ phải chờ hàng tiếng đồng hồ để mà hoàn tất thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam. Nguyên nhân vì nhiều hành khách khai báo thiếu hoặc là không chính xác phải khai lại từ đầu, trong khi số lượng nhân viên thì rất là ít và vị trí những cái quầy để tiếp cũng chưa có đầy đủ. Việc này khiến cho thời gian khai báo y tế rất lâu, lại rất là phiền hà đến khách. Đại diện của công an của cửa khẩu cũng cho biết như vậy. Và họ cũng nói là việc này sẽ ảnh hưởng đến quá trình mở cửa đón khách ngoại quốc, hoặc xa hơn là hình ảnh của Việt Nam. Cho biết thêm là đã nhiều những cái sự phản ảnh, những kiến nghị với các cơ quan hữu trách về những cái chuyện trong việc mà kiểm dịch y tế với khách nhập cảnh khó khăn như vậy. Và cho đến hiện giờ thì vẫn chưa giải quyết được. Cái vấn đề mà khai báo y tế là Loan Lộc đồng ý là đúng như vậy đó. Hồng Loan thấy mà nếu mà người lớn thì rất là khó. Khó lắm, khó. Hôm trước ba mẹ của Hồng Loan đã về Việt Nam thì mình may mắn là Loan với Lộc đã làm cho ba mẹ ở bên Mỹ rồi. Mình đã khai cho ba mẹ rồi, cho nên khi vào đến sân bay thì tờ khai của mình nó đã đầy đủ và mình đã có cái mã code. Thì khi có cái mã code đó thì chỉ cần scan là ba với mẹ đi qua được, cho nên thấy dễ dàng. Nhưng mà mình không ngờ là có rất là nhiều người không biết cách khai. Thật sự lúc Loan Lộc mà làm cái này, Loan Lộc cũng nói nếu như mà người lớn tuổi thì không có làm được, tại vì nó rất tỉ mỉ, rất là chi tiết, nhiều thứ lắm thưa quý vị. Thì đó, như là Lộc với Loan làm mà còn bị hơi bị bối rối khi mà mình làm những cái từ ngữ của bên nước ngoài và tiếng Việt Nam lâu ngày mình không sử dụng, nó cũng bị dễ bị nhầm lẫn đó quý vị. Rồi về cái số điện thoại để mà nhập vào trong như thế nào, nhưng mà cuối cùng Lộc với Loan có làm được. Nhưng mà quý vị nếu mà kinh nghiệm, nên làm trước khi lên máy bay nha quý vị, nên làm cho cha mẹ, anh chị, những người lớn của mình, cô chú của mình trước khi lên máy bay. Sau đó nó có một cái mã code nó gửi về cho mình, thì mình bấm nút chụp hình lại cái đó,
và an tâm mà đi lên máy bay. Chứ đừng để mà lên máy bay rồi là mình không thể nào mình làm được đâu, và đi bước xuống là mất thời gian nhiều. Máy bay thì không có internet. Không có internet. Không là khó làm. Phải có internet là quên nữa, phải có internet thì khi mình làm mình gửi những cái hình của mình á cho cái hệ thống của Việt Nam, khi vào rồi thì họ lại gửi lượt là cho mình một cái mã code. Thì lúc đó thì mình hình như là mình chụp hình cái kết quả xét nghiệm xong rồi mình upload lên. Nó cho mình upload lên xong đó sau đó chừng không lâu đâu, chừng vài chục giây họ sẽ gửi về lại cho mình một cái mã code và mình chụp hình lại nha, nhớ. Thì chúng ta nên làm trước khi chúng ta lên máy bay để đi về Việt Nam. Và ngay cả một điều mà Hồng Loan nghĩ là khó khăn nữa là khi mà mình về đến sân bay cả ngàn người cùng vào một cái app để mà làm đó, thì cái hệ thống internet ở ngay tại sân bay cũng không có đủ và sẽ chậm khi mà mình chờ cái sự phản hồi, hoặc là gửi hình lúc nào cũng phải upload nó chậm hơn khi mà mình làm ở bên đây trước đó, thưa quý vị. Một cái kinh nghiệm mà Lan Lập muốn chia sẻ quý vị, khi mà gia đình mình có những cô chú muốn về Việt Nam nên làm trước ở bên đây. Có những hãng họ bán vé máy bay, có thể khi mình lấy máy bay và mình xét nghiệm xong họ giúp mình làm, nhưng mà cũng tùy thôi. Thì cái chỗ mà hôm bữa mà Loan chở ba mẹ đi xét nghiệm thì cái chị ở đó đó, chị cũng giúp ba mẹ làm, nhưng mà khi mà chị làm xong rồi thì chị lại upload lên thì nó lại không lên được, không biết internet nó bị gì. Thì khi mà đến sân bay thì Loan Lộc mới giúp ba mẹ làm cái đó và đã làm xong hoàn tất thì mới lên máy bay đó quý vị. Vợ chồng ca sĩ Tuấn Hưng bị trộm đập nát xe lấy cắp sạch toàn bộ đồ ở London. Ca sĩ Tuấn Hưng đã có một buổi livestream trên trang cá nhân của mình, đã quay hình lại chiếc xe hơi bị ai đó đập nát khiến không thể tin nổi trước tình huống này. Anh cho biết sau khi bị đập kiến xe thì kẻ gian đã lấy hết toàn bộ quà mà anh đã mua để tặng cho vợ của anh trong chuyến lưu diễn ở tại London. Tuấn Hưng sang Anh diễn từ giữa tháng 4 và tranh thủ lúc rảnh thì sáng ngày 21 tháng 4 anh mới đưa bà xã đi ăn uống dạo phố với lại đi mua sắm bằng xe hơi của một người bạn. Thì sau khoảng 4 tiếng đi chơi, lúc quay lại bãi giữ xe thì vợ chồng mới phát hiện là chiếc xe bị đập cửa kính hết, toàn bộ đồ ở trên xe là bị lấy hết và giá trị là khoảng 200 triệu tiền Việt Nam, là vào khoảng 9.000 đô la thưa quý vị. Và Tuấn Hưng nói là tiếc cái công mình đã phải đi cả ngày để mà mua sắm đồ cho vợ của mình, nhưng mà không ngờ là bị lấy cắp hết như vậy. Thì anh nói là những cái đối tượng mà ăn cắp đồ này rất là chuyên nghiệp. Chúng có trang bị những thiết bị gọi là nhìn xuyên qua cửa kính màu đen, thậm chí bẻ cả camera an ninh sang hướng khác trước khi mà chúng hành động. Không chỉ là chiếc xe này mà các chiếc xe hơi khác trong cái bãi xe đó cũng đã bị đập phá và lấy sạch hết đồ. Cô cũng cho biết là tài sản thì không quá lớn nhưng rất là buồn vì đây là những món quà mà Hưng đã mua để mà tặng cho cô. Và hai người cũng đã an ủi nhau để mà coi như là cứu đi thay người. Không ngờ là đi qua bên nước ngoài mà bị đập xe mà bị mất đồ như vậy. Vợ của Tuấn Hưng cũng nói là hai vợ chồng đã báo cáo vụ việc với cảnh sát và họ nói sẽ gọi lại và giải quyết sau. Và cô cũng chia sẻ một cái bài học để cô và chồng cẩn thận hơn trong những chuyến đi sau. Và cô nói là vợ chồng chuẩn bị trở về Việt Nam sau một tuần Tuấn Hưng đi lưu diễn ở bên châu Âu, thưa quý vị. Rồi, tin chính đã hết. Giờ tới phần tin phụ nha, tùm lum màu. Loan. Mỗi ngày là đặt cho tôi một cái mi đồ nem ha. Đúng rồi, na tùm lum màu à. Vàng, đỏ, đen, rồi trắng, rồi tùm lum rồi. Hôm nay có một cái bông. Ừ, có bông hả? Bông này bông gì ta? Bông hôm bữa chị, có chị nói bông gì mà Hồng Loan quên rồi, không nhớ. Bông lồng đèn à? Bông, đừng nói bông bỉ ngạn nha. Ồ, hoa bỉ ngạn. Giống hoa bỉ ngạn không? Hoa bỉ ngạn. Giống hoa bỉ ngạn hả? Mình nói hoa bỉ ngạn chưa, đó giờ người biết tên thôi chứ chưa giờ thấy cái hoa bỉ ngạn là hoa gì. Ừ, nhưng mà sau đó thì Hồng Loan mới tìm hiểu sau cái bài hát mà bài hát nghe hay quá ha. Sau cái bài hát đó thì mình mới tìm hiểu hoa bỉ ngạn, một cái tình yêu mà không nói ra. Về cái hoa bỉ ngạn thì Hồng Loan nhìn thấy hoa bỉ ngạn đẹp thiệt. Đi lạc đề. Quá lạc đề. Thưa quý vị, tin chính đã hết. Giờ tới phần tin phụ nha. Tại vì phải nói như vậy để những ai mà có công việc đó thì cứ đi làm việc. Nếu còn dư giờ thì nghe Lộc với Loan ngồi nói chuyện tầm phào.
Thì Lộc sợ quý vị nói là lên là nói chuyện cà rỡn, hay là quý vị không có thích nghe chuyện vui, thì quý vị có thể tạm ngưng sớm. Thật sự thì Loan Lộc muốn chia sẻ những cái giây phút nó nhẹ nhàng một tí. Thì từ nãy giờ Loan Lộc cũng nói những cái tin cũng căng thẳng, và thật sự Loan Lộc cũng muốn có một vài giây phút để mà nói chuyện quý vị cuối mỗi bản tin, giống như là chúng ta tâm sự với nhau thôi. Cho nên nếu mà có cái gì mà hơi quá hay là không có đúng thì quý vị xin vui lòng bỏ qua cho ha. Rồi, nghe chuyện vui không? Nghe không? Sao thấy mặt này không biết được, cũng muốn nghe không? Nghe và sẽ cười. Căng thẳng, bây giờ mình vui vui chút xíu quý vị. Nghe chuyện mới đi. Lọc lại chuyện mới cho nghe. Chuyện mới hả? Có một người vợ nói với người chồng: anh, kể từ ngày hôm nay em làm gì thì cũng phải có lực lương nghe không. Chẳng hạn như là em nấu cơm thì em được 30 đồng, em giặt đồ thì em được 40 đồng, còn cái vụ mà may mưa đó là phải 100 đồng em mới chịu rồi nha. Xong khi buổi tối đó tắt đèn ngủ rồi, ông chồng mới lục đục, bà vợ mới ngó lên thì ông chồng mới nói: em, anh giờ kiếm được có 70 đồng, anh thiếu. Cứ bà vợ nói: không đủ tiền thì ngủ đi. Ông chồng đang ngủ, tự nhiên nghe lục đục, thấy dáng bà vợ đang lung cung, hỏi: em ơi, em đang làm gì vậy? Bà vợ mới trả lời: em đang kiếm 30 đồng để cho anh mượn. Khó ngủ. Chuyện vui nha quý vị. Vui. Có bữa nào nửa đêm thấy ổng lục đục hoài mà không biết lý do. Nghe hiểu rồi. Mà nghe, đang ngủ mà nghe lục đục là hiểu rồi, có người sắp sửa cho mượn tiền. Ok, ngày hôm nay Lộc và Loan kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Loan Lộc cảm ơn quý vị rất là nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ những chương trình cho Loan và Lộc. Và rất mong chiều nay chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 6 giờ giờ California, 8 giờ sáng thứ bảy ở giờ Việt Nam cho quý vị. Hát cho quý vị nghe những bài hát quý vị yêu cầu ha. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Yêu cầu nha quý vị. Yêu cầu liền đi Lộc, để Lộc chuẩn bị.